điệp về môi trường như thế. Thưa quý vị, trong talk show ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được giới thiệu. Xin được cảm ơn bạn Trương Thanh Thúy ạ. Bên nữa đó là anh Lê Quý Công Hiếu, là trưởng phòng marketing và phát triển tại Quận Tám. Được phân loại đúng thì Tám cũng mang lại rất là nhiều giá trị để góp phần là làm giảm tải rất lớn tại vùng ba thành phố Quy Nhơn, cũng đã có rất là nhiều giá trị.